lại cho cô và sẽ lặp lại. Và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu đít và sử dụng bình thường nhá. Đó, đơn giản như vậy thôi. Các bác thấy thay một chiếc màn iPhone X giá ngoài thợ là bao nhiêu? 5 triệu này, hơn 4 triệu này. Và bây giờ em sẽ mua một cái màn linh kiện, màn Zika này các bác nhá. Trên Shopee chỉ hơn 1 triệu thôi. Và em tự thay. Chào anh em. iPhone X. Vâng, em còn đang có một chiếc iPhone X. Và hôm nay thì tự nhiên nó bị này các bác này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Nó bị sọc sứ mất rồi. Thì em có lên mạng tìm hiểu thì được biết là iPhone X rất hay bị cái lỗ này luôn. Rất hay bị lỗ sọc màn hình. Có lẽ là do cái chất lượng màn hình của iPhone X là đầu tiên mà Apple người ta làm bằng tay thỏ ấy. Thế thành ra người ta bị, thành ra nó bị rất nhiều. Và nói chung là rất là sót ruột. Rồi cái máy này xem mua tương đối nhiều tiền ấy. Mà bây giờ nó bị như này rồi, em có ra ngoài thợ, có ra ngoài quán em hỏi là thay cái sửa cái này được không thì người ta bảo là không sửa được. Và người ta bảo là thay cái màn này hết đâu tầm 5 triệu. Bây giờ cái iPhone X này thì đáng giá bao nhiêu đâu, chưa đến 10 triệu thì phải. Có chỗ thì hơn 10 triệu, có chỗ thì bán trên 10 triệu, cái này của em là 64GB. Mà bây giờ báo cái màn hình 5 triệu, em hỏi trên mạng la liếm một số chỗ thì cũng phải được 4 triệu mấy. Đắt quá. Thôi, bài kinh nghiệm đó, lại lên Shopee. Xem ông nào bán rẻ không, mua về thay. Đây, bây giờ em sẽ vào Shopee và em sẽ tìm là màn iPhone X nha. iPhone X. Màn iPhone X. Đây các bạn này. Đấy, màn OLED hiển thị đẹp như zin, 1.650. Mà zin không máy thì những 3.7 cơ. Thôi bây giờ em không có tiền, em mua màn rẻ tiền thôi. Đó, có hơn 1 triệu này, hơn 1 triệu này. Rất là nhiều chỗ bán. Và giá sẽ rất là khác nhau. Em đang tìm hiểu cái màn OLED chỉ hơn 1 triệu thôi. Đó, X này, các bác có nhìn thấy không? Rất là nhiều luôn. Màn ZK đây, 2.150 đây. 1.950, 2.150. Rất là nhiều, rất là rẻ luôn. Đấy, có chỗ bán là hình 5.8 này. Đấy, em sẽ tìm xem là chỗ nào nó bán rẻ nhất. Em sẽ mua. Đó. Đây, 1.8 này các bạn này, có 1.8 ở Vĩnh Phúc. Đó, rất là rẻ luôn. Đó. Đây, sau vài hôm thì em đã về cái màn hình iPhone X của em đã về. Rất là rẻ, hơn 1 triệu bạc. Đây là màn hình ZK. Em có đánh liều đặt mua bởi vì nó chỉ có hơn 1 triệu thôi. Và ở trên trên YouTube em cũng đã xem những cái bác đánh giá về những cái màn hình Zika này thì chất lượng của nó khá là ổn. Mà quan trọng là nó rẻ các bạn. Có hơn 1 triệu và em sẽ thay. Bây giờ em sẽ thay thử cho các bác xem nhá. Ok, bây giờ em sẽ bóc ra trước này. Để xem là cái màn hình này như nào. Màn hình nào, màn hình mới 100% là hàng linh kiện. Đó, chất lượng của nó gần như là xịn luôn. Mà giá nó rất rẻ. Thì bây giờ xác định là dùng thôi thì mua chống cháy. Chứ còn nhiều anh em thợ của anh em thợ cũng không thích cái màn này lắm. Nhưng mà thôi, nó rẻ thì mua về để dùng chứ không nhìn cái sọc kia nó cũng chói mắt. Nó tức mắt. Đó, thì cứ mua về xem như này. Đấy nha. Cái này thì em mua được một cái cửa hàng ở trên Hà Nội này các bác này. Đây này. Đấy, bây giờ chỉ là ship từ trên Hà Nội các bác này. Đấy, đó là Hà Nội này. Về chỗ em. Có mấy ngày là về thôi. Hơn một ngày tí, hai ngày. À. Ok, đóng gói nó khá là chắc chắn. Màn hình là hình mới 100%. Này các bác nhìn thấy không? ZK nhá, dành cho iPhone X này. Thì hiện tại sản phẩm này chỉ có cho iPhone X thôi. Đó, đằng sau hộp thì nó có ghi là màn hình màu, độ sáng, nói chung là bằng tiếng Anh em không, em rất là dốt tiếng Anh không rõ lắm. Đó, các bác nhìn thấy những cái thông tin cơ bản ở đây. Đó, em bóc hộp xem này. Đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Một chiếc màn hình của iPhone X trông khá là xịn. Cái này thì có khi bỏ mấy triệu, có khi có người tin ấy. Đó, bây giờ em sẽ tháo cho iPhone X và em thay nhá. Để bên này, đấy, các bạn nhìn nó không bị vỡ miếng này. Đấy, quay lại nếu mà trong trường hợp mà có vấn đề gì đó thì lại cho cái chỗ mình mua người ta xem luôn. Đây, chiếc iPhone X của em mà bị
sọc đấy nhá. Đây, đây vẫn ngồi đấy nhá. Ok. Đây, các bác phải chuẩn bị bộ vít em đây có đầy đủ đây rồi. Em đi mượn về. Và bây giờ em sẽ tiến hành em làm. Đây, vít ốc vít nó sẽ khác và bên trong nó sẽ khác. Đợt xem mình sẽ cạy tay vào khu vực nào. Ngày xưa em có nhớ là em tháo con sóng ở đây rất là khít. Phải có một cái dao lam các bạn, phải có một cái dao lam để em lấy cái dao lam nhé. Đây, nó nằm ở trên này. Đây thì vừa rồi em có lên trên YouTube em xem lại một kênh của các bác tháo rồi thì là nó sẽ nằm ở trên này. Đây em sẽ tách ra nhá. Em sẽ dùng ngón tay, móng tay em cho vào đây. Đó. Em sẽ vuốt thẳng xuống thôi. Ok, rất đơn giản phải không bác? Đó thì bây giờ là sẽ dùng một cái vít có ba cạnh. Một cái vít có ba cạnh. Đây này, có ba cạnh. Mở cái khu vực này ra. Nhắc lại đây nhá. Cái này là cái cáp, cái này là cái cáp của mic với lại loa trong này. Bên trên này. Đó. Phải rất là cẩn thận. Ok. Đây mà này để cái nối này thôi. Cái này nữa. Đó. Bắt đây. Đây, tắt được cái màn hình của nó này. Đấy, bây giờ sẽ lắp cái màn hình mới này mà. Đầu tiên là chúng ta cần là lắp cái loa trong cảm biến camera trước vào trong cái màn hình mới đã. Đó. Ok, thì bây giờ em sẽ tháo này, cũng dùng cái vít này thôi, cũng dùng cái vít ba cạnh. Kê cái màn mới vào đây.
Nó đúng vị trí vào socket nha. Bây giờ em sẽ bật nguồn lên kiểm tra thử trước này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Lên rồi nha. Màn rất là đẹp luôn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn. Này. Đấu cái xem như này. Đó. Rất là nhạy luôn, y xịn luôn. Và cái màu sắc em thấy là khá là ổn, màu sắc rất là tốt. Em cho cái cơ lên nhá. Đó, các bạn nhìn không? Cũng vàng vàng. Tất nhiên là nó sẽ không có chu tông. Nó sẽ không có chu tông được các bạn nhá. Đó. Da chỉnh cho ấm hơn này, đó, mát hơn này. Đây màu sắc mát màu trắng này. Màu sắc khá là ổn, nhìn rất là giống màn xịn thôi, em cảm giác nó không khác biệt gì so với cái màn xịn kia của em đâu. Thì thực sự là như vậy ấy. À, các bạn nhìn thấy không? Cả bức rất là mượt luôn, ở xem 3D ở đó xem nào. Đó, ok 3D tức này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đầy đủ luôn. Đó, đầy đủ luôn. Rất là đẹp. Ok, bây giờ lắp vào nhé. Bây giờ lắp lại như cũ thì nó đơn giản luôn. Lại để vào. Và dùng cái vít ba cạnh tiếp. Đây. Đó, ở trong này là chúng ta chỉ cần dùng có hai cái vít thôi, đó là vít bốn cạnh, à vít để mở lắp ốc đít là vít năm cạnh và sáu cạnh và một cái vít ba cạnh như này để mở kết nối ở những cái lồng trên bên. Thì quan trọng nhất là các bác nên nhớ là những cái ốc dài này và những cái ốc ngắn nó phải đúng vị trí nhé. Nếu lắp sai thì nó sẽ không thể vào đâu nhé. Thì nó có sẽ có một ốc rất là dài thì nó sẽ nằm ở khu vực giữa này. Đó. Chúng ta bắt vừa tầm rồi, các bác bắt vừa tầm rồi nhé. Đây, ốc ngắn hơn thì nó sẽ nằm ở khu vực phía trên đây. Đây, cái vít này của em nó bị mất từ một chút rồi. Đó, phía trên này. À, sau đó những cái vít ngắn thì nó chỉ ở cái vị trí cũ thôi, đơn giản hơn. Quan trọng nhất là hai cái vít dài ấy, nếu các bác bắt nhầm mạnh tay quá ấy, có thể nó sẽ bị vỡ mên và lúc đấy là nó sẽ lỗi máy đấy, hoặc là sẽ chập cái gì đó. À. Bắt lại cho cũ và sẽ lắp lại. Và sau đó chúng ta sẽ bắt ốc đít và sử dụng bình thường nhá. Đó, đơn giản như vậy thôi. Các bác thấy thay một chiếc màn iPhone X giá ngoài thợ là bao nhiêu? 5 triệu này, hơn 4 triệu này. Và bây giờ em sẽ mua một cái màn linh kiện, màn Zika này các bác nhá. Trên Shopee chỉ hơn triệu thôi. Về và em tự thay, nếu các bác không tự tin thay thì các bác có thể nhờ thợ thay cho, công giá người ta một vài trăm cũng được. Còn bây giờ em tự thay thì các bác có thể xem clip của em và làm tự thay như thế không? Nó đơn giản phải không các bác? Đó, các bác xem mà các bác thấy hay thì các bác ủng hộ em một like, chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Subscribe kênh YouTube để ủng hộ em trong những clip lần sau các bác thích trải nghiệm mua một cái sản phẩm đó mà chưa quyết định thì các bác cứ bảo em có thể mua về trải nghiệm cho các bác luôn. Các bác mà có máy liên hệ bị hỏng thì các bác có thể gửi cho em sửa cho các bác luôn, bởi vì em không phải là thợ đâu nhưng em có thể làm được nhá. Mời các bác xem clip nhá. Chào và hẹn gặp lại.